Ủa, cái này nhá con, Tăng bảo trên vào Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh vi trần, sơ địa thiểu pháp phàm nhân ai bì. Con xin lễ lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ca tịnh a ti ya tê chê na sít kha mê ê tu wa tha năng tát sa bi a nu pa quê na sa sa dê Lát sẽ chạy tu cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Tha Gia. Phần Tán Dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 238. Đây là một câu kết thúc những bài học trước của chúng ta. Câu đầu tiên, Sakaro hi di bhamma tano, Sakaro hi di bhamma tano, Sokaro hi di bhamma tano. Câu đầu tiên chúng ta có được ba từ so, đứng làm chủ từ, vị ấy, người ấy, do đại từ xa, nhưng mà ở đây nó đứng làm chủ cách, cho nên bà tham án hay không có cho nó bị phá tí, cho nên chữ xa biến thành chữ xô. Xô là vị ấy, người ấy. Rồi, từ thứ hai, Caro hi. Caro, đây là một cái động từ, do động từ caro tí, nhưng ở đây nó có ý nghĩa là hãy làm hay tạo tác. Động từ caro tí có nghĩa là, nhưng mà ở đây nó có nghĩa là hãy làm hãy tạo tác. Đi ba mắt tạ nô, đi ba mắt tạ nô, chỉ đi ba, đi bằng ha, đi ba, đi bằng có nghĩa là hòn đảo, tạ nô là bản thân. Vậy thì đi ba mắt tạ nô có nghĩa là hòn đảo cho bản thân, hòn đảo cho bản thân. Câu này chúng ta học qua mấy bài trước rồi ha. So caro hi di bhamma tano. Câu này có ý nghĩa là chính người hay tạo ra hòn đảo cho bản thân. Chính người hay tạo ra hòn đảo cho bản thân. Những câu trước chúng ta đã học về câu này rồi. Bây giờ chúng ta qua câu số 2. Câu số 2, Khi bằng hòa giám bằng đi tổ phá hoạ, Khi bằng hòa giám bằng đi tổ phá hoạ, Khi bằng hòa giám bằng đi tổ phá hoạ. Câu số 2 chúng ta có được 4 từ. Khi băng là một, qua và mạng là hai, băng đi tô là ba, qua qua là bốn. Hình như câu này chúng ta cũng đã học rồi ha. Khi băng, khi ba là nhanh chóng, mau lẹ. Qua và mạng là tinh tinh cần, tinh tấn, thu thúc. Băng đi tô là bậc trí, qua qua là hãy trở thành. Vậy thì cái câu số 2 này, bậc trí, hãy cấp tốc trở thành bậc trí. Câu số 2, hãy nhanh chóng
để trở thành bậc trí. Câu này chúng ta cũng đã học rồi ha, bây giờ chỉ ôn lại thôi. Rồi, câu số 3, Nít thành tâm á lô an lành gan ô. Nít thành tâm á lô an lành tát ô. Câu này chúng ta cũng đã thanh toán xong. Câu số 3. Câu số 3 này chúng ta cũng đã từng học. Vậy thì cái từ Nít thành tâm ạ lô, Nít thành tâm ạ lô có nghĩa là những cái cấu uế, những cái dơ bẩn, những cái xấu xa. Nít thành tâm ạ lô, bởi vì chữ Nít thành tâm ạ lô á, Nít thành ta là rũ bỏ tẩy trừ ha, rũ bỏ tẩy trừ. Rồi chữ ma la này á, ma la có nghĩa là vết nhơ, cấu uế, tẩy trừ những cấu uế, những vết nhơ ha. Rồi anan gano chữ anh ở phía trước là một cái đầu ngữ, nói lên ý nghĩa là không. Rồi anh gano nó cũng có giống ý nghĩa như chữ ma lá ở trên, tức là vết nhơ, chấm đen, tàn nhang hay là những tì vết. Vậy thì cái câu này Nít thành tamalo anh gano có những cấu uế đã được tẩy trừ, không còn vết nhơ. Có những câu uế đã được tẩy trừ, rũ bỏ, không còn có vết nhơ. Đó là ý nghĩa cái câu số 3 mà chúng ta đã học qua câu Phật ngôn 236. Và câu cuối cùng, câu này là câu mới ha. Na pu nan cha ti cha rằng u bề sĩ Na pu nan cha ti ga rằng u bề hi si. Câu này là câu kết thúc. Chữ na là không ha. Pu nan là lại nữa, nó là một trạng từ. Pu na pu nan ha, đây là một trạng từ. Chữ na là không, pu năng là lại nữa. Rồi cha ti cha rằng do hai từ một. Cha ti nó là một danh từ nữ tính ha. Y karanta ta y thi linh ga, cha ti tức là sự sanh ha. Rồi chữ cha rằng do cái tứ nhờ chữ cha ra. Cha ra nó cũng là một danh từ nữ tính, a karanta ta ít thì linh ga. Cha ra có nghĩa là sự già, nhưng mà chữ cha ra ở đây được chia theo đối cách số ít, đối tỷ gia quy pháp tỷ e câu quá trình á, cho nên chữ cha ra nó biến thành cha rằng. Cha tí cha rằng có nghĩa là sự sanh và sự già, sự sanh và sự già. Rồi từ cuối cùng ha, upe hisi, chữ upe hisi đây nó nói lên cái động từ gạch chặt tí, bởi vì căn ngữ của nó là chữ ý. Upe hisi ở đây nó là một động từ sẽ đi đến gần, một động từ về tương lai. Upe si sẽ đi đến gần.
Mình đi đến gần cái gì đây? Cái câu này na pu nắng cha thích chả lăng ngủ về gì à, không đi đến sự sanh và sự già lại nữa, tức là không đi đến gần sự sanh và sự già lần nữa. Na pu nắng cha thích chả lăng ngủ về gì à, không không đi đến sự sanh và sự già lần nữa, hoặc là lại nữa, người không đi đến sự sanh và sự già. Rồi như vậy thì câu Phật ngôn này cho chúng ta ý nghĩa chính người hãy tạo ra hòn đảo cho bản thân, hãy cấp tốc tinh tấn trở thành bậc trí, có cấu uế đã được rũ bỏ, không còn vết nhơ, người sẽ không đi đến sự sanh và sự già lại nữa. Chính người đã tạo ra hòn đảo cho bản thân, hãy cấp tốc tinh cần, hãy trở thành bậc trí, có cấu uế đã được rũ bỏ, không còn vết nhơ, người sẽ không đi đến sự sanh và sự già lần nữa. Như vậy thì Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã vì câu Phật ngôn này mà phổ ra thành lục bát: từ xây hòn đảo mà nương, tinh cần gấp rút dọn đường, tuệ tri gỡ bao dục vọng mê si, tự sinh quyết chẳng lộn đi trở về trở vào ha. Tự xây hòn đảo mình nương, tinh cần gấp rút dọn đường, tuệ tri gỡ bao dục vọng mê si, tự sinh quyết chẳng lộn đi trở vào. Đó là lời dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Còn Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn: hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gốc sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh chẳng trở lại sanh già. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gốc sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh chẳng trở lại sanh già. Như vậy câu Phật ngôn 238 này có những cái điểm giống với những câu Phật ngôn trước. Bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa của từng câu để tìm ra trường âm, đoạn âm và giọng đọc của chúng ta được ổn định. Câu đầu tiên: So karo hi di pamat tano, so karo hi di pamat tano, so karo hi di pamat tano. Câu đầu tiên, quý vị thử đếm cho chúng tôi có được bao nhiêu âm từ để tìm hiểu ra cái thể thơ này. Câu đầu tiên: So karo hi di pamat tano, sikim sikmeta, cho biết tất cả có chín. Ôi, Sister Man cũng tham gia nữa ha. Rồi, quan hệ quan hệ. So là một, ca là hai, rô là ba, hi là bốn, đi là năm, ba là sáu, mắt là bảy, ta là tám và nô là chín. Chính xác. Câu này có chín âm từ. Trong chín âm từ này thì có bao nhiêu đoạn âm? Có bao nhiêu đoạn âm? Các cơ hàm thường thường hỏi trường âm trước, bây giờ hỏi đoạn âm trước. Quý vị hơi chần chừ một tí, nhưng mà tổng cộng thì dễ, đâu có khó. Chữ cá là một, chữ hí là hai, chữ bá là ba, chữ tá là bốn. Bốn đoạn âm chuyện nhỏ. Rồi khi đã tìm ra bốn đoạn âm thì có bao nhiêu, hoặc là có bao nhiêu nghe, từ từ và chuẩn bị hô:
có bao nhiêu trường âm thông thường, có bao nhiêu trường âm thông thường, cũng là chuyện nhỏ nữa, có bốn. Chữ sô là một, chữ rô là hai, chữ đi là ba và chữ nô là bốn. Cho xin bài học á. Trời ơi, xin sao mà ở Việt Nam sao mà đưa qua tới bên Mỹ được, khổ vậy. À, mà học có bài học mà cũng phải xin nữa, nhìn cho nó mà học cái xin rồi này, cho rồi cái có đâu có để cho người ta học. À, bấm nút là tới, à, bấm nút là tới đó. Rồi bốn trường âm thông thường ha. À, câu số 1 này có tất cả bao nhiêu là trường âm, có tất cả bao nhiêu là trường âm, à, có tất cả năm trường âm ha. Chữ số 1 là chữ rô là 2, chữ đi là 3, chữ mắt là 4 và chữ nô là 5. Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Nói bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm, người ta nói có bốn, mình đưa lên một dịch là sao kỳ vậy? Tại sao Superman nói là có bốn? À, có bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm mà người thì nói không, người nó có bốn, kỳ thiệt. À, bây giờ thì tầm men ha. À, biết sai này chứ. Như vậy thì trường âm nhấn có được bao nhiêu nè? Trường âm nhấn có được bao nhiêu? Trường âm nhấn chỉ có một mà thôi, đó là chữ mắt. À, chữ mắt là một trường âm nhấn. Vậy thì câu đầu tiên này có hai loại trường âm ha. Trường âm thông thường là chữ xô, chữ rô, chữ đi, chữ nô. Đó là trường âm thông thường. Và trường âm nhấn là chữ mắt. À, vậy thì câu này chỉ có hai loại trường âm ha. Không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý vị hiểu đại khái là như vậy đi. Mà hiểu nhiều quá và riết là cái không có nhớ được gì hết, nhớ sơ sơ. À, câu này có hai loại trường âm, trường âm nhấn là chữ mắt, trường âm thông thường có bốn là chữ xô, chữ rô, chữ đi, chữ nô. Rồi như vậy là đủ rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2. Khi bằng hoài giám áp bành đi tù phá quá, khi bằng hoài giám áp bành đi tù phá quá, khi bằng hoài giám áp bành đi tù phá quá. Câu số 2. Câu này à, có bao nhiêu âm từ? À, câu này nó khác với câu câu số 1 ha. Nó nhiều hơn câu số 1 là 1 ha. Chữ khiếp là 1, chữ băng là 2, chữ qua là 3, giáp mã là 4, ngâm banh là 6, đi là 7, tô là 8, phá qua là 9, 10 ha. Câu này có tất cả là 10, câu số 1 thì có 9 mà thôi. Vậy thì trong câu số 10 này, à câu số 2 này, có bao nhiêu loại trường âm xuất hiện trong câu này? Có bao nhiêu loại trường âm xuất hiện trong câu này? Alo. À, có tới 5 loại trường âm xuất hiện trong câu này ha. Xin mấy tao. Hỏi loại trường âm là chỉ có trường âm thông thường, trường âm nhấn và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tại sao nó tới 5 dữ vậy? À, xin mấy ta thêm vô hai loại nữa ha. Không biết hai loại đó hai loại gì ha. Rồi, trường âm thông thường có được bao nhiêu? Câu số 2. Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Rồi, chị Kim, Dung Nguyễn, rồi, chị Mê Ta nghe lộn. Hỏi trường âm thông thường mà còn nghe lộn cái gì nữa, không biết nữa. Người ta nói có hai, đó chính là chữ qua và chữ tô.
Đó là hai chân âm thông thường ha. Rồi chân âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu? Chân âm đọc theo giọng nguyên âm có một ha. Sức meta, sức kim nó có một, sức dung nguyễn cũng bắt chước luôn. Một trường âm đọc theo giọng nguyên âm đó là chữ băng. Và trường âm nhấn có được bao nhiêu đây bà con ơi? Trường âm nhấn trường âm nhấn có được bao nhiêu? Alo, có hai. Sao mà hồi nãy giờ chiếc Christina ngồi im ru vậy? Cái này bộ khó lắm hay sao vậy? Thôi lại đưa tay lên phân tích câu số 2. Chiếc Christina ơi là chiếc duyên. Câu số 2 phân tích làm sao mà bí, không có chịu đưa tay lên, không chịu tham gia gì hết trơn vậy? Rồi phân tích lại câu số 2. Có khách rồi, sung sướng ha. Chắc lên câu có khách cái là im ru à, không tham gia nữa. Mời Sister Man. Sister Man cho biết câu số 2 phân tích làm sao đây? Alo, đưa bàn tay lên giống như hôm trước vậy, nhưng mà đưa tay lên phân tích xong rồi cái thả mic nghe, chứ không có phải này cái mic này nó dính mũ rồi cầm hoài không thả ra. Alo, Sister Man phân tích câu số 2, khiếp băng qua giám áp bên trí tù phá qua sao? Trường âm đoạn âm câu số 2 này sao? Phá qua hả? Hôm qua cái này không đưa tay rồi. Thôi xin Dung Nguyễn ơi, bao thầu đi câu số 2. Alo, rồi từ hô lần đưa hai tay quấn tụ tì, ai thắng thì lên. Alo. Dạ, câu số 2 cái chữ khiếp là trường âm nhấn, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, còn chữ va là trường âm thông thường, chữ giá là chữ giá là không phải. Cái chữ băng đi tô, cái chữ băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cái chữ tô là trường âm thường, còn hai chữ kia không phải. Dạ con hết. Ôi, alo alo. Alo alo, có cái gì không phải trong này ta? Hả? Hai người giành nhau thì quánh nhau, ai thắng thì đưa tay lên. Nhưng mà đưa tay lên rồi cái chỗ nào phải chỗ nào không phải? Rồi xin Trung Nguyễn ơi, làm sao chỗ nào phải chỗ nào không phải đi, giải thích giùm đi. Dạ con kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư Chí Đức ạ. Con kính chào quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào các cô chú, anh chị em trong đạo tràng ạ. Dạ, con phân tích câu số 2 ạ. Dạ, khiếp bằng hoa giám mát bằng đức tổ phá hoa. Khiếp bằng hoa giám mát bằng đức tổ phá hoa. À, con lại đọc nhầm nữa này. Khiếp bằng hoa giám mát bằng đức tổ phá hoa. Bằng hoa giám mát bằng đức tổ phá hóa. Dạ con xin phân tích ạ. Khiếp là trường âm nhấn, bằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hoa là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, má là đoạn âm, bằng là trường âm đọc trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, quá là đoạn âm. Dạ. À, trong câu này có ba loại trường âm ạ. Dạ, trường âm nhấn là khít và băng. Trường âm đọc theo dòng nguyên âm là băng.
Trường âm thông thường là qua và tô. Dạ, còn lại là đoạn âm ạ. Dạ, con đã phân tích xong rồi. Dạ, con có sao thì con kính xin sư sửa giúp cho con ạ. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy giá. Alo, thì tầm hèn tặng bốn cành hoa. Nhưng mà tặng hoa là bắt chước theo chiếc kim, chiếc máy ta hay là tặng hoa? Mình đã thấy rằng cái chỗ không phải, cái chỗ nào chỗ không phải, chữ hoa là trường âm thông thường, giá má là không phải, rồi chữ tô là trường âm thông thường, pháo hoa là không phải, hay sao? Thì tầm hèn hôm nay mạnh dạn đưa tay phân tích vậy là tốt rồi, nhưng mà có nhận thấy chữ ở còn có chữ hì hì trong này, hí hí nhá, Bali đọc hí hí, còn Việt Nam đọc hì hì. Thì theo Sích Dung Nguyễn phân tích thì không có chỗ nào sai ha, chính xác, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu hả, đúng rồi, biết câu nào thì sao con ấy, chính xác. Nhưng mà chính như vậy mình mới đo lường được sự hiểu biết của mình, sự tiếp thu của mình trong vấn đề học hỏi. Cố lên chứ đừng có cố quá ha, cố quá nó trở thành quá cố, cùng cố lên thì sẽ vươn lên tốt. Xin chào Sích Hành Dung vừa đến với Phật hội. Như vậy câu số 1, câu số 2 quý vị đã phân tích xong. Bây giờ chúng tôi xin đọc lại cho nên liên lạc với nhau ha. So caro hi đi ba mắt ta nô khi bằng hòa gia mắt bằng đi tù phá quá. So caro hi đi ba mắt ta nô khi bằng hòa gia mắt đi tù phá quá. Bây giờ câu số 3. Câu số 3, nít thần tam ma lô an nan ga nô. Nít thần tam ma lô an nan ga nô. Câu số 3 mời Sích Hạnh Dung. Sích Hạnh Dung cần lên hỏi bà con rồi phân tích câu số 3. Bởi vì Sích Hạnh Dung á có câu số 3 ở sau. Cho nên câu số 3 này thích hợp với Sích Hạnh Dung ha. Rồi, xin mời. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức cùng chư tôn đức tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và dạ, kính chào cô chú anh chị trong đạo tràng. Con xin phép phân tích câu số 3. Dạ cảm ơn cô Kim cho biết tín hiệu nghe rõ. Nít thăng Tamalo anang gato gano nit thang tamalo anang gano nit thang tamalo anang gano và nit là trường âm nhấn, thang là trường âm nhấn, tha là nít. Dạ con xin đọc lại. Nít thăng tá ma lô a năng ga nô. Dạ nít là trường âm nhấn, thăng là trường âm nhấn. Thá là đoạn âm, má là đoạn âm, lô là trường âm thông thường. Á là đoạn âm, năng là trường âm nhấn, gá là trường là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và trong câu này có trường âm nhấn là chữ nít thăng và chữ năng, trường âm thông thường là có chữ lô và chữ nô, còn lại đoạn âm là thá má á gá. Và con đã phân tích xong và không biết nếu có sai xin sư sửa ạ.
Con xin xuống mít ạ. Kính dân mít lại cho sư ạ. Alo, 123, 123. Câu số 3, Sư Thành Dung đã phân tích. Nhưng mà bảo đảm câu số 3 này, Sư Su Kha sẽ phân tích khác hơn là Sư Thành Dung. Rồi, mời Sư Su Kha thay tặng ba cần hòa. Nhưng mà không biết phân tích có giống như Sư Thành Dung hay không. Bảo đảm là khác. Mời Sư Su Kha. Alo, câu số 3. Nít Thành Tâm Alo, Anh Anh Gano. Phân tích làm sao? Và có giống như Sư Thành Dung không? Alo. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang, cô Kim cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ. Con kính hành lễ Thượng Tọa Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ. Con xin phân tích đoạn số 3 của câu kinh Pháp Cú số 238. Nít thần tâm man lô anan ga lô. Nít là trường âm nhấn, thân là trường âm nhấn, tán là đoạn âm, mán là đoạn âm, lô là trường âm thông thường, án là đoạn âm, năn là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Dạ, câu này có hai loại trường âm nhấn và trường âm thông thường. Trường âm nhấn có ba nít thân năn. Trường âm thông thường có hai chữ nô. Còn đâu là đoạn âm? Dạ, con đã phân tích xong. Dạ, con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha ạ. Alo, 123, 123, Shishuka. À, rất là tuyệt vời. Hôm nay âm giọng rất là tốt. Thường thường chữ nô hay đọc là thành chữ lô. À, nhưng mà hôm nay đọc chữ nô thấy rõ. Tưởng là có sự khác biệt. Anh hôm nay Shishuka đã phân tích mà cái chữ nô và chữ lô, hai chữ nó khác nhau ha. À, chứ không phải là đọc giống như thường thường chúng ta hay nghe chữ n là đọc thành chữ l. À, đó là cái giọng địa phương ha. Nhưng mà quý vị thông cảm, hôm nay Sư Su Kha phân tích rất là chuẩn. À, không có thua gì Sư Thành Dung hết, cho nên Sư Kim Quan Hỷ tặng bông hoa rất là nhiều. Sa thủ. Như vậy thì câu số 3 thông qua ha. Còn câu số 4, Napu Nang Cha Ti Cha Rang Upe Hisi. Napu Nang Cha Ti Cha Rang Upe Hisi. Napu Nang Cha Ti Cha Rang Upe Hisi. Câu này, cái người vô sáu cùng sẽ hưởng sai. À, ai là người cuối cùng? Cuối cùng thì nhận cái câu cuối cùng luôn. Napu Nang Cha Ti Cha Rang Upe Si. Sư Cô Biển hay là Huynh Minh Tấn, hai người bắt thăm đi. Câu này buộc khó ha. Trường âm đoạn âm câu số 4 này như thế nào? Rồi hai người luôn, Huynh tụ tề đi. Dạ con thưa ngài. Dạ Nam Ma Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin phân tích câu số 4. Na bu nang cha tí cha rằng u bề hí xí. Ná bú năng chà tí chá răng ú bề hí xí. Dạ, ná là đoạn âm,
Bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, cha là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ú là đoạn âm, b là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, xí là đoạn âm. Dạ, câu đây chỉ có hai loại trường âm là trường âm thông thường và trường âm âm đọc theo dạng nguyên âm, không có trường âm nhắn. Trường âm thông thường là có hai, cha và b. Trường âm đọc theo dạng nguyên âm là năng và răng. Còn lại là đoạn âm ná, bú, tí, chá, ú, hí, xí. Dạ, con đã phân tích xong câu số 4. Dạ, con kính thỉnh Ngài trở lại Mít Đà. Dạ, con cảm ơn đạo tràng. Chà, thú dịch mình tắng, à, không có gì để mà nói. Trong khi sĩ kiêm, sĩ tập men, sĩ cảnh dung, sĩ kè su kha, tặng bông hoa quá chẳng luôn. À, quý vị rất là căn bản. Khi mà nhìn vô đó, phân tích được trường âm và đoạn âm, thì chắc chắn rằng cái giọng đọc của quý vị sẽ chuẩn. À, đây là một điều mà chúng ta đã có căn bản sẵn. À, thì chắc chắn rằng quý vị nhìn vào bất cứ văn bản nào cũng có thể mày mò và tự đứng trên đôi chân của chính mình. Trả lời vấn đề câu 3, câu 4 phân tích xong, không có gì sai sót. Vậy thì hai câu này, à, chúng tôi xin ôn lại. Nithan tamalo anan gano napu nang cha ticha rang upe hisi. Nithan tamalo anan gano napu nang cha ticha rang upe hisi. Nithan tamalo anan gano napu nang cha ticha rang upe hisi. À, câu Phật ngôn 238, chúng ta đã phân tích trường âm và đoạn âm. Trong trường âm và đoạn âm này, câu vị nào thắc mắc, à, cứ đưa tay lên mình giảng, bởi vì chúng ta học và hỏi tại sao phải đọc nó là trường âm và tại sao nó là trường âm thông thường, tại sao nó là trường âm nhấn, tại sao nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vân vân. Có ai thắc mắc gì không? Ồ, giỏi quá, không ai thắc mắc, không ai hỏi ha. Tức là quý vị đã nắm biết, nắm rõ và như không có trở ngại gì trên cái vấn đề giọng đọc, phải không? Rồi, phân tích xong, bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. So karo hidi pamat tano khip bằng hòa giám bằng đi tù phá quá nít thành tamalo anh nành gano napu nằng chà ti cha rằng upe hi si so karo hi đi phá mắt tano khip bằng hòa giám bằng đi tù phá quá nít thành tamalo anh nành gano napu nằng chà ti cha rằng upe hi si so karo hi đi phá mắt tano khi bằng hòa giám áp bình đi tù phá quá nít thành tamalo anh nành gano napu nằng cha thi cha rằng upe hi si. Hãy tự mình làm hồn đảo tinh cần gốc sáng suốt, trừ câu quế thanh tịnh chẳng trở lại sinh già. Câu Phật ngôn này chúng tôi đọc một hơi, nhưng mà quý vị có thể nhiều hơi để dừng lại bất kỳ chỗ nào nó là trường âm. Bởi vì câu số 2, câu cuối, cái từ từ cuối cùng của nó không phải là trường âm, cho nên chúng ta không có dừng lại câu số 2. Mà quý vị có thể dừng bất cứ trường âm nào, chứ không nên dừng ở đoạn âm.
Cho nên cái dòng đọc chúng tôi đọc gọi là liên lạc với nhau một hơi như vậy. Quý vị có thể đọc hai hơi, có thể đọc ba hơi, nhưng mà đừng có để cho nó đứt hơi. Đừng có dừng lại nơi đoạn âm, mà hãy cố gắng dừng lại nơi trường âm. Rồi, xin mời bàn tay quý vị. Alo. Dạ, con nghe, con cảm ơn cuộc thiền của Nhật Quang. Nam mô Bụt Thà, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sangha, dạ. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng đại chính thức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 238. Dạ, con cảm ơn cô Nhị Quang. Sô ca dô hi tì pa mát ta nô khi bằng hòa giam ma bàn đi tổ phá hoa ni thần ta ma lô a nàn ga lô lạp bụ nạp bụ lăng chà tí chà răng u bề hi xí. So ca dô hi đi pa mát ta lô khi bằng hòa giam ma bàn đi tổ phá hoa ni thần tam ma lô a nàn ga lô nạp pu lăng chà tí chà răng u bề hi xí. So ca dô hi đi pa mát ta lô khi bằng hòa giam ma bàn đi tổ phá hoa ni thần tam ma lô a nàn ga lô nạp pu lăng cha cha tí giá cha tí cha rằng u về hi tí. Sổ ca dù hi đi pa ma ta lô khi bằng hòa gia ba bản đi tù pha qua ni thần ta ma lô a nan ga lô nạp pu lăng cha tí cha rằng u về hi xí. Sô ca dô hi đi pa mát ta lô khi bằng hòa gia ma bàn đi tổ pha qua ni thần ta ma lô a nàn ga lô na pu rằng chà ti gia rằng u bề hi si. Hãy tự làm hòn đạo tinh cần gấp sáng suốt trừ cấu uế thanh tịnh chẳng trở lại xanh già. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tự xây hòn đảo mà nương tinh cần gấp rút dọn đường tuệ chi dỡ bao dục vọng mê si tử sanh quyết chẳng lộn đi trở vào. Đó là khổ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, bây giờ con kính mời cô Kim ạ. Dạ, con kính cảm ơn cô Như Quang. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn cô Như Quang, cô Metta cho tín hiệu. Con bữa nay con xin đọc kinh Pháp Cú câu 238. Cảm ơn Dung Nguyễn luôn. Đạo tràng có mấy người thôi mà ba người nghe rõ là tức là đường truyền rất là tốt đó. So caro hi thì pamattano khiếp bằng hòa gia mắt thằng đi thồ pha quanh nít thằng ta ma lu an nằng ga nô na pu nằng cha ti gia rằng u phê hi si. So caro hi thì pamattano khiếp bằng và yama phằng đi tổ pa quát thằng ta ma lộ a nằng ga nô na pu nằng cha ti gia rằng u phê hi si. So ca rô hi thì pa mát ta nô khiếp bằng và yama phằng đi tổ pa quát nít
thần tam lô a nằng ga nô na pu nằng cha ti gia rằng u phê hi si. Bây giờ đọc nhanh coi một hơi coi được nha. So karo hi di pamatta no kip bằng hòa yama phằng đi thồ pha quan nít thần tam lô a nằng ga nô na pu nằng cha ti gia rằng u phê hi si. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu quế thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có đọc sai, xin đi sửa. Con xin nhường máy ra cho người khác. Dạ, con. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 238 ạ. So ka ro hi di ba ma ta no khi bằng và giá ma bằng đi tô pha quan nếp thần tam lô a nằng ga nô na bu nằng cha tí ran rằng u bề hi si so ca rô hi bị hi đi ba ma ta nô khi bằng và giá ma bằng đi tô pha qua nếp thần tam lô a nằng ga nô na bu nằng cha tí ra tí cha rằng u bề hi si so ca rô hi đi ba ma ta nô khi bằng và giá ma bằng đi tô pha qua nếp thành tam lô a nằng ga nô na bu nằng cha tí cha rằng u bề hi si so ca rô hi đi ba ma ta nô khi bằng và giá ma bằng đi tô pha qua nếp thành tam lô a nằng ga nô na bu nằng cha tí cha rằng u bề hi si. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tự xây hòn đảo mà nương, tinh cần gấp rút dọn đường tuệ tri, gỡ bao dục vọng mê si, tự sinh quyết chẳng lộn đi, trở vào. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã trả bài xong, con xin cảm ơn Đạo Tràng ạ. Con mời cô Domen kế tiếp ạ. Dạ, alo, dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 238, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Tự xây hòn đảo mà nương, tinh cần gấp rút, dọn đường tuệ tri, gỡ bao dục vọng mê si, tự sinh quyết chẳng lộn đi trở vào. So karo hi di ba matano khi bằng và gia ma bằng đi tô pha qua ni thằng tamalo anangano nabu nabu nang ta ti ya rằng u về hi si. So kato hi di ba matano khi bằng và gia ma bằng đi tô pha qua ni thằng tamalo anangano
Nabunanta tiya rằng ube hi si. Nabunanta tiya rằng ube hi si. Dạ con xin hết. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, cảm ơn cô Như Quang cho biết tín hiệu. Dạ, cảm ơn cô Kim. Dạ, cảm ơn Dung Nguyễn luôn. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú 238 ạ. So karo hidi bamatano kip bang ba yama bandito fawanit thang tamalo anang gano nabu nang cha ti cha rang ube hisi so karo hidi bamatano kip bang ba yama bandito fawanit thang tamalo anang gano Na bu nàng cha tí cha rằng u bề hi si so ca rô hi đi ba mắt ta nô khiếp bằng qua giá ma bàn đi tô pha qua nít thằng ta ma lô anh nàng gà nô Na bu nàng cha tí cha rằng u bề hi si hãy tự làm hoàn đảo tinh cần gấp sáng suốt trừ cấu uế thanh tịnh chẳng trở lại sanh già. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Tự xây hoàn đảo mà nương, tinh cần gấp rút dọn đường tuệ tri, gỡ bao dục vọng mê si, tự sinh quyết chẳng lộn đi trở vào. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Kính đảnh lễ sư Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép đọc câu Phật ngôn số 238 và cảm ơn cô Kim, cô Metta, Dung Nguyễn cho biết tín hiệu nghe rõ. So karo hidi pamatano kipangwa yama pandito pamanit thằng tamalo anang gano napu nang cha ti cha rằng ube hi si so karo hi di pamatano kip bang wa yama pandito pamanit thằng tamalo anang gano napu nang cha ti cha rằng ube hi si so karo hi di pamatano kip bằng hòa giá ma phần đi tổ pa qua nít thằng ta ma lô anh nàng gan nô na pu nàng cha ti chan rằng u bề hi xí hãy tự làm hòn đảo tinh cần gấp sáng suốt trừ cấu uế thanh tịnh chẳng trở lại sanh già. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. So karo hidi pamatano kip bằng qua giá ma phần đi tổ pa qua nít thằng ta ma lô anh nàng gan nô na pu nàng cha ti chẳng u bề hi si tự xây hòn đảo mà nương tinh cần gấp rút dọn đường tuệ tri giữ gỡ bao dục vọng mê si tử sanh quyết chẳng trọt lộn đi trở vào.
Dạ, đó là phổ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con kính mời đạo tràng, con xin phép xuống mít. Dạ, con một lần nữa kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính lễ Ngài Chư Đức và Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào ạ. Lễ mấy quý bà quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng ạ. Dạ, con cảm ơn cô Mita, cô Kim đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép đọc kinh Pháp Cú 338. Dạ. So ca rô hi đi pa ma ta no khi bằng hòa giá ma bằng đít tổ phá hoa đít thần ta ma lô a nàng ga nô na bút màng cha ti cha rằng u bề hi sĩ. So ca rô hi đi pa ma ta no khi bằng hòa giá ma bằng đít tổ phá hoa đít thần ta ma lô a nàng ga nô na Úc mằng cha ti cha rằng úp bên úp bền hí xí. Sô cá rô hít tiếp ba mắt ta nồ khi bằng hòa giam ma bằng đít tổ phá hoa nít thằng. Ta ma lô a nàng gá nồ nà búc mằng cha ti cha rằng úp bề hí xí. Tự làm hòn đảo, tự làm hãy tự làm hòn đảo, tinh còn gấp sáng suốt trừ cấu uế thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sô cá rô hi tì pa mắt pa nô khi bằng hòa giam ma bằng đít tô pha hoa nít thằng pa ma lô a nàng gá nô nắp bút bằng cha ti cha rằng úp bề hi xí. Tự xây hòn đảo mà nương, tinh cần gấp rút dọn đường tuệ tri, gỡ bao dục vọng mê si, tự sinh quý chẳng lộn đi trở vào. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. À, dạ, con cảm ơn cô Kim, cô cô Hạnh Dung và cô Tế Mẫn đã, cô Mita đã động viên tặng hoa cho con ạ. Dạ, con đã đọc xong và con kính dâng mít đến cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Alo, 123123. Hôm nay sư Su Kha này, sư Kim này, sư Phổ Biến, sư Trầm Hên, sư Meta, sư Thành Dung, sư Dung Nguyễn. À, bên nào đọc cũng hay hết ha. Đọc hay quá làm sư ca, sư Duyên. À, mắc cỡ, không dám đưa tay lên đọc. Vì lý do là có khách. Không sao. À, câu của con 238 hơi khó đọc ha. Nhưng mà quý vị đọc cũng rất là trôi chảy. Đó là một điều quý vị đã thành công. Bây giờ ôn lại ha. So karo hi de ba mat ta no khi bằng hòa giám áp bằng đi tô phá hoa nít thành ta ma lô a nằn ga nô na pu nằn cha ti cha rằng u pê hi sĩ. So karo hi de ba mat Tano khi bằng hòa giám áp bằng đi tổ phá văn nít thần tâm lộ an lành ca nô nó bu năng trà thi cha rằng u bề hi si. À, dòng kinh quý vị đọc rất là trôi chảy. Bây giờ chúng ta qua dòng kệ ha. Kinh xong rồi tới kệ nhé. Kệ thì tương đối dễ đọc hơn là dòng kinh. Quý vị cứ đọc một lần hai câu ha. Nhưng mà bất cứ nó là nhiều hay ít không quan trọng. Nếu mà 8-8 thì nó dễ. Nhưng mà ở đây, ở phía sau nó là 9, nó là 10. Thì quý vị cứ lấy cái quy luật là trước 4 ha. Trước 4.
Bây giờ chúng ta đọc trước, quý vị chú ý ha. Số karo hi đi ba mặt ta nô kì băng qua giá mà băng đi tổ phá hoa nế thân ta má lô an an gà nô nà phu năng cha tì cha răng u bê hi si số karo hi đi ba mặt ta nô kì băng qua giá ma ban di to pawa ni than ta ma lo anan ga no na pu nang cha ti cha rang u pe hi si so ka ro hi di ba ma ta no ke pang wa ya ma ban di to pawa ni than ta ma lo anan ga no na pu nang cha ti cha rang u pe hi si so ka ro hi di ba ma ta no ki bang wa ya ma ban di to pa wa ni than ta ma lo anan ga no na pu nang cha ti cha rang u pe hi si hãy tự làm hồn đạo tinh cần gốc sáng suốt trừ câu quế thanh tịnh chẳng trở lại sinh già. À, với cái câu kệ ngôn này thì quý vị cứ do cái hơi sức của mình để chúng ta an trú và hiểu được ý nghĩa là hãy tự làm hồn đạo tinh cần gốc sáng suốt trừ câu quế thanh tịnh chẳng trở lại sinh già. Chứ chúng ta đừng có chú trọng tới nó dài, nó ngắn, nó hay, nó dở. Mà chúng ta hãy chú trọng cái nội dung. Khi chúng ta đọc, hay dở không quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta hiểu, hãy tự mình làm hồn đảo. Nhưng mà làm hồn đảo chúng ta phải nương vào cái gì? Chính bản thân mình. Mà chính bản thân mình phải cố gắng và nhanh chóng phải gấp rút bằng cái trí tuệ ha, bằng cái trí tuệ để những cái ô nhiễm, những cái bận nhơ, những cái phiền não của mình sớm được rũ sạch đi, sớm được tẩy trừ để rồi chúng ta không còn sanh tử luân hồi. Rồi nghe cái dòng kệ hay quá, Sĩ Số Cá bỏ chạy rồi, Sĩ Dung Nguyễn tới cái rồng rồi trở lại ha. Kể lại một lần nữa, câu này hơi khó, đúng rồi, bởi vì dễ quá thì ai họ cũng đọc được, nhưng mà khó chúng ta vượt qua để thấy rằng với sức người sỏi đá cũng thành cơm ha, tức là đường đi khó không khó về ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi ai sông. Rồi đọc lại một lần nữa ha. Rồi thế theo lời yêu cầu Sĩ Thành Dung. Số karo hi di ba mat ta no ke pang wa ya ma ban di to pa wa ne than ta ma lo anan ga no na pu nang cha ti cha rang u pe hi si. Rồi Sĩ Thành Dung nghe rõ rồi phải không? Chắc chắn là Sĩ Thành Dung nghe năm bát và chắc chắn dòng kệ sẽ hay hơn chúng tôi. Mời Sĩ Thành Dung mì ăn liền. Dạ nam mô Bích Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào cô chú anh chị trong đạo tràng. Dạ con xin phép kể câu Phật ngôn số 238. Dạ câu này hơi khó. Dạ con cảm ơn cô Metta Dung Nguyễn cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ cảm ơn cô Như Quang. So karohi dipamat dipamattano kibangwaya ma pandito pawa nitang tan nitang tam malo. Dạ con xin kể lại ạ.
So karo hi di pamatano kipangwaya pa mapandito pawa nitang tamalo anang gatno napan napunang ja dicarang ubehisi. Dạ, xin kể lại một lần nữa cái này, câu này khó. Sokarohi dipamattano kibangwaya mapandito pawa nitang tamalo anangano napunang jat dicarang ubehisi. Sokarohi dipamattano kibangwaya mapandito pawa nitang tamalo anangano napunang jat dicarang ubehisi. Hãy tự làm hòn đảo tinh cần gấp sáng suốt trừ cấu uế thanh tịnh chẳng trở lại sanh già. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sokarohi dipamattano kibangwaya mapandito pawa nitang tamalo anangano napunang jati carang ubehisi. Tự xây hòn đảo mà nương, tinh cần gấp rút dọn đường tuệ tri, gỡ bao dục vọng mê si, tử sanh quyết chẳng lộn đi trở vào. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Dạ, con đã kể xong mà, con kính mời đạo tràng, con xin phép xuống mít ạ. Dạ, con kính một lần nữa con kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ, con kính chào các cô chú anh chị em trong đạo tràng. Dạ, con thấy cô Hạnh Dung kể bắt trước cô, con kể chứ cái câu này con thấy nó sao nó âm địa cái các cái chữ nó không có, nó thay đổi lúc nhiều lúc ít cho nên con thấy khó quá. Dạ, con cảm ơn cô Mita cho con biết tín hiệu ạ. Dạ, con xin phép kể câu pháp cú 238. Dạ, cái này là cô còn bắt trước cái cô Hạnh Dung. So karohi dipamattano khi bằng hoa giá ma bàn tí nô pha hoa nít thăng ta ma lô á năng giá nô nạp bồ mang cha tí gia năng ô bê xì. So ca rôi đi pa mát ta nô khi bằng qua giá ma bằng đi tô phá hoa nít thăng ta ma lo anang giá nô nạp bù mang cha ti cha răng u bê xì. So ca rôi đi pa mát ta nô khi bằng qua giá ma bằng đi tô phá hoa nít thăng ta na ta ma lo anang ga no na bu mang cha ti chăng răng u bê si. Hãy làm hòn đảo, hãy tự làm hòn đảo tinh cần gấp sáng suốt trừ cấu uế thanh tịnh chẳng trở lại sanh già. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ,
So karo hi di pamatano ki bang qua ya ma bang di to pha wa ni thang ta ma lo anang ga no na pu mang cha ti la rang o be si. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức là hãy tự xây hòn đảo mà nương, tinh cần gấp rút dọn đường tuệ tri, gỡ bao dục vọng mê si, tự sinh quyết chẳng lộn đi trở vào. Dạ con cũng đã kể xong rồi ạ. Dạ con cảm ơn cô Mita, cô Hạnh Dung và cô Thầy Mẫn. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thà giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thà giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Dạ, con cũng chạy theo quý vị trẻ tuổi, dầu hay dầu dở gì con cũng xin kể câu Pháp Cú 238 ạ. So karo hi di ba mata no khip bang wa ya ma ban di to pha wa nít thăng ta ma lo anang ga no na bồ năng cha ti cha rằng ô bê hi si so ca rô hi đi ba mát ta nô kịp băng qua giá ma bàn đi tô phá hoa nịt thăng ta ma tô a năng ga nô na bô năng cha tỷ cha rằng u bề hi si. Hãy tự làm hòn đảo tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh chẳng trở lại sanh già. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con kiếm cái bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin kể lại lần nữa. So karo hi di ba mata no khip băng qua ya ma ban di to pha hoa nít thăng ta ma lo anang ga no na bu năng cha ti cha rằng u về hi si. Tự xây hòn đảo mà nương, tinh cần gấp rút dọn đường tại tri, gỡ bao dục vọng mê si, tử sanh quyết chẳng lộn đi trở vào. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con cũng xin nhường mic cho người kế tiếp và kính xin quý vị tiếp tục kể ạ. Alo, 123, 123. Sa thủ, sĩ Khánh Dung, sĩ Trung Nguyễn, sĩ Mai Ta. Quý vị đã thể hiện rất tốt cái câu đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Gặp trở ngại, chúng ta chùng bước, gặp sự khó khăn, chúng ta rút lui, nghĩa là vạn sự khởi đầu nan mà gian nan mà bắt đầu nản rồi, khổ quá khó, chúng ta phải cố học, chúng ta phải cố vượt qua. Bởi vì ở đây cái câu Phật ngôn này nói lên chính bản thân của chúng ta,
hãy tự mình xây một cái hòn đảo và cố gắng trí tuệ để mình coi như vượt qua những cái phiền não, những cái xấu uế, những cái khó khăn của nội tâm và những cái trở ngại, và cái con đường mà chúng ta đi đến cái mục tiêu của chúng ta là không còn sanh tử luân hồi ha, không còn sanh già đau chết. Nhưng mà quý vị thấy rằng chính trong đạo tràng này, câu Phật ngôn này được thể hiện được bao nhiêu người. Nói tại sao kẻ khó quá, khó hay không giống mình, nhưng mà bây giờ trong đạo tràng này mà SEA Games á, mà đưa tay lên kể được cái câu Phật ngôn này, tức là có được một hòn đảo để mà tự mình nương ha. Tức là mình nương lại chính mình ha, rồi mình cố gắng bằng trí tuệ của mình vượt qua. Tại sao người ta đọc được mình đọc không được ha? Sik mê tà lớn tuổi nè mà cũng đọc được nè, Sik Dung Nguyễn, Sik Hành Dung trẻ tuổi cũng đọc được nè, Sik Kim dễ ẹt đọc không được hả? Không phải là đọc không được, nhưng mà Sik Kim này chảnh, người ta làm được mình làm không được, vô lý. Mình phải làm một hòn đảo cho chính mình chứ. Chứ bây giờ coi như là bây giờ coi như người ta đọc được, ô khó quá tôi đọc không được, sao khó? Thì quy luật của cái dòng kệ, chúng ta lấy bốn từ trước, nhớ hả, lấy bốn từ trước, còn sao dài ngắn không quan trọng. Cái gì mà Sĩ Trung Nguyễn nó khích cái gì đó, không phải khích. Mà người ta coi như họ làm được, mình làm được chứ, đường đi khó không có, mình ngang không khích núi mà. Bây giờ người ta làm được, mình làm được, vô lý. Mà Sĩ Kim là người hiếu học mà, là có tinh thần học hỏi rất là cao nè, đi sau về trước nè, đến đầu trạng không bao lâu, nhưng mà lên phân tích về văn phạm. Những cái chỗ nào mà chúng tôi pháp là Sĩ Kim nhắc nè, đó, phải giỏi như vậy đó. Nhưng mà tại sao nó kệ không được? Kệ làm sao cũng được hết, nhưng mà mình có tinh thần hay không? Kệ không có ai khen, ai chê gì hết, nhưng mà do cái hơi sức của mình, mình thấy mình nghe có lý thì chắc chắn là người khác nghe cũng quan ý thôi. Nhớ nè, trước bốn từ ha, còn cái sao dài bao nhiêu không quan trọng. Rồi đọc một lần để cho Sĩ Kim bắt chước nè. Mình hãy thấy đưa tay mỏi tay rồi bỏ xuống. Bây giờ nếu mà không đọc nó thế này thế kia ha. Bây giờ đọc trước ha. Số ca rô hi đi ba mặt ta nụ kì băng hoa giá mà bên đi tô phá hoa nế thanh ta má lô an anh ga nụ nà bu năng cha ti cha răng u bê hi si. Rồi nghe rõ chưa? Rồi bàn tay sờ bỏ xuống rồi. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con không có sợ sư nói khích gì đâu, con không khe bá chuyện lẻ tẻ đó đâu sư ơi. Nhưng mà con thấy sư cố gắng, sư đọc nhiều lần á, con cũng phải lên trả hiếu, trả lễ biết chi túc chi ơn cho sư. Chứ thật ra con kể cho sư nghe hồi nhỏ, mà mỗi lần con nghe cái bản nào mà hay con ca lên, thường là con ca mấy bản vui thôi, còn mấy bản cà rề rề buồn bã con không bao giờ đụng tới đâu, mà con cũng không có đọc chuyện mà buồn bã lê thê vậy đó. Trời ơi sao chán quá vậy. Nhưng mà con kể cho nghe, hồi nhỏ con mỗi lần con ca đó, con ca cái bản gì đó, thì con thấy mấy ông anh bà chị con người thì đang quét già thì cầm cây chổi đi đập đập đập, còn cái người đang cầm chổi lông gà hỏi con gì nó kêu vậy, con gì nó kêu vậy, ồn ào quá hả, con gì kêu vậy. Cái con tưởng có con gì kêu thiệt, con ngừng lại con không ra nữa, thì mới hỏi ủa tự giờ đó là mày đó hả, thì con quê dữ lắm, con mỗi lần ca chỉ có thuộc ca mấy câu đắc kỷ hoa lao hồi xưa chắc khiếp chết chứ không còn mong chi sống, là biết cái câu đó là vui nhất đó, chứ mấy cái khác thì con không có ca được sư ơi. Con đi coi cải lương vọng cổ nhiều lắm,
nghe nhạc ca nhiều lắm, con chỉ thuộc vài câu mà vui vui thôi. Con ca con không có hơi đó, con không biết lấy hơi, không có biết liếng lái gì đó thì con chịu thôi. Nhưng mà con nghe người nào ca hay thì con biết, nhưng mà con không có biết ca. Thôi con để cố gắng con chi túc và chi ơn của sư, con ráng con gióng cổ họng con lên con ca. Con không sợ người ta chơi con đâu. Con nhiều làm nhiều mà sư. Dạ yeah, thôi giờ con đọc đi. Thôi không, con kể chứ quên, con kể 238 nha, con kể từ từ giống như sư vậy, không biết có được không. So karohi thì pamattano khi phăng hòa giam phăng đi tổ phá hòa nít thăng ta ma lộ a năng ga nô na pu năng cha ti gia răng u phê hi si. Đó, thấy không? Vậy đó, đây là một lần nữa. So karo hi thi pa ma ta no kip bang wa ya ma phang di tho pa wa nít thăng ta ma lộ a năng ga nô na pu năng cha ti gia răng u phê hi si. Để đầu quá chừng đó, quá hay rồi đấy sư. Con xin trả máy lại. Để một hồi đạo tràng tối nay về cười bể bụng, ăn cơm không nổi nữa. À, xà thủ, xà thủ, chicken thấy có hiếu ha. Đọc văn kể nghe cũng hay lắm bộ. Ai nói đọc dở đâu. À, đọc vậy là số 1 rồi ha. Bởi vì lần đầu tiên mà đọc trôi chảy vậy là thấy có lý lắm á. À, cố lên, lần sau cứ thế mà làm nha. À, nghe là tại không muốn thôi chứ. Chứ bây giờ muốn là cái gì cũng được hết á, vạn sự khởi đầu nan ha. Nhưng mà bây giờ mình quyết tâm là cái gì cũng vượt qua hết á, đâu có gì khó. Chiếc mấy ta lớn tuổi rồi mà còn kệ nghe cũng hấp dẫn nè. Chiếc Hình Dung, chiếc Dung Nguyễn cũng nghe mùi mẫn lắm chứ. À, kệ là để đi vào lòng người, để mình an trú trong cái câu này. À, nhất là hiểu được cái nghĩa tiếng Việt. À, mình khi mình kệ lên, mình phải nương nhờ nơi chính mình và mình lấy mình làm cái hòn đảo. Chứ không phải kệ cho người ta khen, người ta chê, không quan trọng. Bởi vì khen chê đó là thị phi của đời, đó là tám pháp thế gian. Nhưng mà bây giờ mình kệ du dương trầm bổng nè, để làm cái gì? Để mình an trú trong đó. Dòng kinh thì nghiêm trang, nhưng mà dòng kệ thì khi mình đọc như vậy, tâm tư mình hòa quyện vào đó. Mình an trú vào trong cái câu kệ này. Chứ không phải mục đích là mình đọc lên cho bà con vỗ tay khen, ô hay quá hay quá, tặng bông tặng hoa. Rồi nhiều khi nó không tặng bông tặng hoa, nó dục cà chua, à, dục trứng thối. Cho nên cái chuyện mà hay dở không quan trọng, mà mình đọc lên để mình biết rằng, à, một câu Phật ngôn này mình an trú trong đó. À, mục đích là như vậy ha. Chứ không phải nói mình đọc lên cho to, mình ngâm nga ê a một lần coi như trăm từ, hoặc là mình kéo dài ra cái giọng coi như là để người ta thấy là cái giọng mình dài, thanh tao, rung, rồi luyến lái cho người ta họ phục mình. Không phải là như vậy ha. Rồi bây giờ xin đọc lại hai lần để rồi chúng ta đi vào duyên sự của Phật ngôn này ha. Sô ca rô hi đi pa mát ta nô khi bằng hòa gia ma bằng đi tô pa qua ni thành ta ma lô a nành ca nô na pu nàng cha thi cha rằng u bề hi si. Sô ca rô hi đi pa mát ta nô khi bằng hòa gia ma bằng đi tô pa qua ni thành ta ma lô a nành ca nô na pu nàng cha thi cha rằng u bề hi si. Số ca rô hi đi pa ma ta nô khi bằng hòa gia ma ban đi tô pa hòa ni thân ta ma lo an an ga nô na pu năng cha ti cha răng u pe hi si.
so karo hi di ba matano ki pang waya ma ban di to pawa ne than ta ma lo anan ga no na pu nang cha ti cha rang u pe hi si hãy tự mình hãy tự làm phồn đảo tinh cần gốc sáng suốt trừ câu quế thanh tịnh chẳng trở lại sân nhà. Rồi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự của câu Phật ngôn 238 cũng như câu Phật ngôn 235, 236, 237. Duyên sự này bao gồm luôn cả ba cuốn câu Phật ngôn luôn ha. Ở đây nói lên duyên sự con trai của cái người đồ tể làm thịt bò ha, làm bò. Khi mà Đức Phật ngài ngự tại chùa Kỳ Viên và cái người đồ tể này nó cũng gần chùa Kỳ Viên, ở thành Sawatthi có cái ông đồ tể làm bò. Sau khi giết bò lấy thịt ngon đem cho người nhà nấu nướng rồi cùng vợ con ăn những cái thịt ngon đó, cái phần thịt mà còn dư ông mới đem bán để lấy tiền. Trong suốt 15 năm hành nghề như vậy, ông không hề có một lần nào cúng dường dù là một muỗng cháo hay là một muỗng cơm đến Đức Phật, trong khi cái chùa Kỳ Viên nó gần nhà của ông ta. Và ông ta có một cái tật xấu là nếu mà không có thịt bò thì không có dùng cơm. Một hôm sau khi lấy cái phần thịt ngon để dành cho mình rồi giao cho vợ cắt cái phần thịt đó, thì những cái phần thịt còn lại ông đem bán đem bán cho những người khác. Rồi ông đi tắm. Khi đó thì có một cái người hàng xóm bạn thân đi đến bảo vợ ông ta rằng: "Này chị, hãy bán cho tôi một chút ít thịt đi, tôi có khách đột xuất." Thì người vợ của ông này mới nói rằng: "Bán hết rồi, không còn đâu." Nhưng mà còn cái phần thịt của ông chồng tôi, mà ông chồng tôi đang đi tắm. Thì người bạn đó mới nói rằng: "Chị đừng có nên từ chối như vậy, còn cục thịt nào thì hãy để cho tôi đi." Thì cái người vợ mới nói: "Đã bán hết rồi, chỉ có phần thịt để dành lại cho chồng tôi thôi." Nhưng mà cái người vợ người bạn đó mới nài nỉ. Thì ông bà vợ của ông này mới nghĩ rằng không còn thịt nào ngoài cái thịt để dành cho chồng của ta, mà bạn ta không có thịt thì chắc chắn rằng khi khách sẽ buồn lắm, vậy thì mình sẽ nhường cái phần thịt của chồng mình cho người hàng xóm này đi. Và cái người vợ mới đem cái phần thịt đó bán cho người hàng xóm. Mà đồ tể tắm xong á trở ra, vợ con dọn cơm ra, thì có những cái thức ăn khác như là rau đậu gia vị mà không có thịt bò. Thì ông ta mới ngạc nhiên hỏi: "Còn thịt của tôi đâu?" Thì người vợ nói là: "Hết rồi ông à, tôi đã bán cho người bạn của ông vừa mới qua đây nài nỉ." Thì ông chồng tức quá, ông nói: "Trước khi đi tôi đã đưa thịt cho bà và nói cắt đi, đây là phần thịt của chúng ta nhưng mà người vợ lại nói rằng bạn của ông đến và nói rằng nhà đang có khách và nài nỉ cần thịt, mặc dù tôi đã nói rằng thịt hết rồi, đây là phần thịt dành cho ông, nhưng mà người bạn của ông cứ nài nỉ và lấy thịt nó đi rồi."
đồ đẻ này mày tức mới nói nè, không có thiệt, đừng có ăn cơm, bà dẹp cơm đi. Rồi cái bà vợ mới nói biết làm sao bây giờ, thôi ông hãy dùng chút đỉnh cơm đi. Ông chồng giận hơn nó, tôi không có ăn. Rồi bà bảo bà vợ dọn dẹp cơm, ông đồ đẻ cầm cái dao nhỏ đi ra sau nhà. Ở nơi đó có con bò đang bị cột, ông đến gần con bò rồi thọt tay vào miệng nó, kéo cái lưỡi bò ra, đưa con dao cắt phăng cái khúc lưỡi bò. À, rồi đó em bảo bà vợ hãy nướng đi để cho ông ta dùng. Bà vợ nướng cái lưỡi bò trên lửa để cho ông ta dùng với cơm. Và khi mà lưỡi bò chín xong thì ông chồng á, nghĩa là đưa cái miếng lưỡi bò đó vô trong miệng cắn, thì đột nhiên cái lưỡi ông ta nó đứt ngang đi, nó rớt xuống giữa cơm. Và ngay lúc đó ông thọ cái quả ác của hiện tại xứng đáng với việc làm của mình suốt 15 năm trời. Máu từ miệng của ông ta chảy ra như suối. Rồi ông ta bò xung quanh nhà rống lên cái tiếng giống như con bò bị hành hình, giống như con bò bị cắt đứt cái lưỡi ngoài kia cũng đương rống như vậy. Thì cậu con trai của ông ta đang đứng gần đó, bà mẹ mới bảo với người con trai rằng: con hãy nhìn xem ác nghiệp của cha con kìa, nó đã hiện khởi rồi đó, con đừng lo cho mẹ, hãy bỏ chạy đi để mong cầu cái hạnh phúc cho chính mình. Cậu con trai nhìn thấy cha bò la hét rống như bò, rồi sợ chết quá, cậu ta mới quỳ xuống lại người mẹ của mình rồi bỏ nhà chạy trốn. Thoát ra khỏi nơi đó thì cậu con trai này đi đến cái xứ Takasila, và ông đồ đẻ này bò quanh nhà như vậy, rống lên như bò rống, và khi chết thì rơi vào địa ngục A Tỳ. Khi đến cái xứ Takasila, cậu con trai này học nghề thợ bạc. Một hôm thầy có việc đi xa, bảo với người học trò: con hãy làm một cái món nữ trang như thế này, như thế này. Cậu làm đúng theo lời dạy của cô thầy. Vậy khi trở về, nhìn thấy món trang sức của cậu ta làm, thì ông thầy mới suy nghĩ: ồ, cái người thanh niên này giờ đây đến nơi nào cũng có thể sống được rồi, vì cái tay nghề đã vững. Khi cậu thanh niên này đến tuổi thành nhân, thì ông thầy mới gả cho cậu con trai, gọi gái, người con gái cho cái cậu thanh niên này. Và về sau thì gia tộc của cậu thanh niên này bắt đầu sung mãn, có đầy đủ con trai, con gái. Các người con khi trưởng thành là tìm về cái thành Sawatthi để sinh sống. Với cái sự thành thạo nghề nghiệp và trở nên những người có chánh tín trong sạch, vẫn ở tại thành Takasila, và đến khi tuổi già mà không có một chút phước thiện nào mà mò đi, thì các người con mới bàn tính rằng: cha của chúng ta đã già, chúng ta hãy rước về ở với chúng ta. Rồi họ là rủ nhau: chúng ta hãy làm phước trai tăng cúng dường để cầu an cho cha của chúng ta. Và họ đã thỉnh chư vị tỳ khưu có đức Phật là vị tọa chủ đến nhà để thọ bát dân cúng Phật được. Qua ngày hôm sau thì đức Phật và chư tăng ngự đến tư gia, họ cúng dường vật thực như cơm nước bánh trái đến chư tăng. Và khi mà chư tăng thọ thực xong, họ thưa với đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, cuộc lễ tăng thí này chúng con làm để cầu an cho cha chúng con được sống lâu, xin ngài khoan hỷ tụng kinh phúc chúc cho cha của chúng con. Đức Phật mới kêu ông lão đến: này thiện nam, nay ông tuổi thọ đã cao,
Cái xác thân này đã chín mùi như chiếc lá vàng. Ông không có phước lành làm tư lương để sang thế giới khác. Ông hãy tự nương nhờ nơi chính bản thân của mình, giống như một hòn đảo, cố gắng trở nên bậc hiền trí, đừng có làm như một kẻ ngu si. Và cuối thời pháp thì các ông thiện nam, ông lão mù đỏ đã chứng đắc thánh quả Tu Đà Hòa, và thính chúng khi nghe được những câu Phật ngôn này cũng hưởng được cái lợi ích của thời pháp. Và duyên sự này thì chúng ta thấy rằng mổ bò khi chết hiện thân bò, quả ác hành cha khiến mẹ lo, suối kẻ bỏ nhà qua đất khách, thay nghề thợ bạc phát tài to, đời ông dẫn xuống đến đời cha, tiền của gom vào chẳng thí ra, con cái sao tiền nương chánh pháp, quy y Phật bảo hộ tăng già. Hai buổi cầu an chúc thọ ông, Phật ban tam quả dễ như không, ý bình cha ác càng con thiện, ý bình cha ác cùng con thiện, học đủ ba thầy đạo lý thông. Như vậy cái duyên sự câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng cái câu nói mà đời cha uống trời ta, đời cha ăn mặn đời con khát nước, thì ở đây không phải là như vậy. Cha làm ác nhặt mặt con á, thì thấy như vậy xa lắm, để rồi đi đến cái quê người, các khách quê người, không làm cái nghề giống như cha mình mà đổi sang một cái nghề khác, là mồ hôi nước mắt làm ra tiền của. Và khi thành nhân chi Mỹ có gia đình, có con cháu, và con cháu của mình là những người chân kiến, lại hướng dẫn giúp đỡ cho cha mình từ một cái ông già mà không biết gì về Phật pháp, khi có cơ duyên chí mùi và đã được Đức Phật tế độ từ về đạo quả Tu Đà Hòa, tiến lên Tư Đà Hàm và trở thành một vị thánh gọi là tam quả. Thì duyên sự này quý vị thấy hãy tự mình góp phước nương nhờ nơi chính mình, đó là một sự thành công. Rồi xin mời quý vị có ý kiến về câu Phật ngôn này. Và chúng ta thấy câu Phật ngôn này khó kể phải không, nhưng mà hôm nay Sĩ Kim đã kể như vậy đó cũng là một thành công. Rồi mời Sĩ Kim có ý kiến hôm nay tại sao kể hay như vậy. Rồi Sĩ Kim có ý kiến về câu kể ngôn này như thế nào? Con xin cảm ơn sư Chí Đức đã khuyến khích con như vậy. Con cũng xin kính chào sư Chí Đức cùng các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Trong câu kể này theo con suy nghĩ đó có bốn câu tất cả, thì đại khái là nói tóm lại là Đức Phật nói về sự vô thường, đau khổ và vô ngã, tức là sự sanh và bệnh chết của chúng sanh ai cũng không có tránh khỏi. Nhưng trong cái câu kể này đã đưa ra một câu chuyện rất là ghê rợn. Con mỗi lần mà con cứ đọc lại tới mà con nghĩ tới cái ông này, ổng cầm cái con dao mà ổng cắt cái lưỡi con bò đó là con thấy khủng khiếp rồi đó. Nhưng mà con ráng nhiều lần ấy, lần này thì con cũng còn sợ chút đỉnh thôi, mấy lần trước là con thấy gốm muốn chết luôn vậy đó. Cho chúng ta thấy cái quả báo hiện tại, cái quả báo nhãn tiền đó, tức là làm ác quá, độc ác quá, không có coi đến sự đau khổ của một chúng sanh, cho dù nó là con bò, con chó, con heo hay là một con trùng, con dế. Hồi nhỏ đó ở Việt Nam đó, con thấy ông anh con hay là mấy đứa trẻ nhỏ, con thấy thằng lằn nó chạy lên cái tường á,
nó lấy dây thun nó bắn, nó làm rớt xuống rồi nó đập rằng nó làm cho cái đuôi đứt, mà con thằng lằn cái đuôi nó đứt thì nó cũng còn nhúc nhích, rồi nó hùa nhau nó cười. Con lúc đó con thấy ghê quá, con hỏi tụi bay cười gì vậy? À, nó nói thì con thằng lằn cười, nó nhúc nhai nhúc nhích thì hồi nó cũng mới chết nó cười, tụi bay á mình chưa bị đập cái nhúc nhau nhích ai cười tụi bay này nó nín thinh à. Tại dù sao con cũng là con chủ nhà. À, tụi nó không có dám mỏi nhọn với con, nó mỏi nhọn con có học võ nữa, con đục cho phụ võ nữa. Con thấy kỳ lắm nhưng mà con không biết nói sao, nhưng mà con thấy ông anh con lâu lâu cũng làm con thấy ghét lắm, nhưng mà con dám nói tại ông bự hơn con mà. Ông nói ông bục con sao. Thì hồi nhỏ con thấy những chuyện đó thì con rất là không thích. Cũng không có sợ cho lắm nhưng mà không có thích thôi. Thì trong cái này chúng ta thấy đó là nhân quả, nó không báo, nó làm quá ác đó, thì nó sẽ trổ trong hiện tại liền. Còn nếu mà không thì bất cứ trong kiếp tương lai nào đó thì nó cũng sẽ trổ thôi. Cũng như có hồi mấy năm về trước tôi có theo ông sư đó, ổng vô ổng giảng pháp, ổng tụng kinh cho trong mấy cái nursing home đó. Nursing home thì không phải viện dưỡng lão đâu, nói viện dưỡng lão thì không đúng. Cái nursing home nó của bên Mỹ này á thì nó dành cho một số người như con biết á, là những người mà bệnh nặng quá đó, không thể mà nằm trong nhà thương nữa, tại nằm trong nhà thương rất là tốn kém. Những cái bệnh sĩ chê rồi đó, như ung thư đó là không thể nào chữa được, thì người ta không cho nằm trong nhà thương. Một là lừa người nhà đem về nhà, hay là hai nếu mà có người nhà người thân coi sóc thì đem về nhà, còn nếu người nhà rất bận phải đi làm thì bỏ trong nursing home. Rồi cái nursing home cũng để dành cho những người mà bệnh đã chữa hết rồi nhưng mà không cần một thời gian để cho nó lành lại đó, mà ở nhà không có người coi sóc thì cũng vô trong nursing home này. Thì nói túm lại thì nursing home này có nhiều dạng lắm. Có những người mà cái bệnh dai dẳng á, con vô con thấy có những cái bệnh rất là kỳ lạ. Có cái bà ngồi trên cái ghế lăn á, mà cái bà lẩm giảm cái gì đó, rồi bà lấy cái khăn bà che cái mặt lại, rồi lâu lâu bà dở cái mặt bà ra, bà nói làm bàm cái gì đó, rồi bà che lại. Rồi có những người ngồi nằm ở trên cái giường á, mà cái miệng càng ngáp càng ngáp, giống như là con cá mà nó thở mà bắt nó lên trên bờ á, mà nó không còn nước, nó không khí á, nó thở nó càng ngáp ngáp á. Bà cứ càng ngáp giống vậy á. Thì con mới hỏi cái mấy người y tá chỗ đó đó, cái bà này bà bị như vậy bao nhiêu lâu rồi? Người ta nói mười mấy năm rồi đó. Mà hỏi vậy chứ người nhà, bà vô thăm người nhà của bà này đó, thăm á, bà có nhận ra người nào với người nào không? Mấy người đó nói bà không biết gì hết á. Thì bà này thì con thấy bà chắc trả cái nghiệp trong quá khứ, nhưng mà bà cũng còn hơn là bà qua bên Mỹ, là bà được có một chỗ, có người săn sóc, có chỗ sạch sẽ. Chứ cái này mà ở Việt Nam chừng vài ba bữa nó đút cái gì ăn cái đó thì cũng chết thôi. Thì con thấy những cái nghiệp của chúng sanh nó rất là kỳ lạ. Rồi có những người mà còn sống đó, họ cũng có những cái rất là dễ sợ. Như là con vô nghe cái phao thoát, cái xót xô mà của ông bác sĩ Quỳnh Trần hay là Quỳnh Trần đó, ổng rất là trẻ mà tài giỏi, ổng có những cái chủ đề rất là hay. Thì ổng có nói một lần, ổng nói về đề tài trầm cảm, depression đó. Thì có một chỗ nhiều người trong đó phát biểu ý kiến về bệnh của họ đó. Thì con thấy có một người đó họ bị bệnh trầm cảm, họ lên họ phát biểu. Lúc mà họ bị bệnh cái đó, họ thấy những người chung quanh của họ, người nào mà mạnh khỏe hay là vui vẻ là bà ghét à. Bà ghét cay ghét đắng gì vậy, bà ghét dễ sợ lắm, bà ghét, bà muốn tìm cách chửi bới hay là cái gì đó. Bà nói cái tâm độc đó. Thì con thấy cái tâm sân của bà nhiều đời nhiều kiếp là quá nặng giống như vậy, tới kiếp này cũng còn sân hận ganh tị của người khác, nhưng bà cũng còn hơn. Thì bà đi bác sĩ về bệnh trầm cảm, người ta cho bà uống thuốc, thì từ từ bà bớt, rồi bà vô trong chùa, rồi bà tụng kinh, thì bà thấy thoải mái, bây giờ bà hết cái bệnh mà ghét người ta rồi. Nhưng mà không biết chừng nào bà trở lại nữa. Thì bà có chia sẻ giống như vậy. Thì con mới thấy ngạc nhiên, ủa tại sao có cái người mà có những cái tâm giống như vậy. Thì con thấy những người mà thường á,
mà người ta không có làm gì với mình hết trơn mà mình cũng ghét nữa, thấy người ta đẹp hơn cũng ghét, thấy người ta giỏi hơn cũng ghét nữa, thì con mới thấy rằng thì cái chuyện đó là mình thấy bình thường rồi. Còn cái bà này người ta khỏe mạnh là bà phải mừng cho người ta, làm sao bà ghét? Thì con thấy chúng sanh nó vô minh, họ tục sanh với những cái tâm, với những cái nghiệp của họ rất mà khó nói. Thì Đức Phật cũng nói đó, đừng có bàn tới là trong chú giải con thấy mấy sư có nói con có bốn điều là chúng ta đừng nên bàn luận tới. Cái điều thứ nhất á, không nên bàn luận tới trí tuệ của Đức Phật. Tại sao? Tại cứ bàn luận có bao nhiêu cũng đâu có nói hết đâu, tới già tới chết nhiều đời nhiều kiếp cũng không nói hết trí tuệ của Đức Phật nó bao la rộng lớn như thế nào. Cái thứ hai đó là đừng bao giờ nên tối nói tới cái nghiệp của chúng sanh. Tại nghiệp chúng sanh mỗi người có một cái nghiệp riêng, không có người nào có nghiệp giống nhau hoàn toàn hết, nhưng mà đều có nghiệp hết. Cái chuyện thứ ba là về thần thông. Thần thông thì có những cái thần thông từ loại này tới loại kia rất là nhiều loại, không nên đặt bàn tới. Mà nói thần thông để làm cái gì? Có nhiều thần thông hay gì cũng phải chết thôi. Lo cái chuyện thần thông để làm chi cho mất công. Họ có biến chuyển, họ cũng không có thay đổi được cái nghiệp của họ đâu. Cho dù họ, mình thấy họ hồ biến, biến thành con cọp, con beo, con gì, biến này biến kia, nhưng mà họ không có cứu được cái mạng, cái không có làm cho tuổi thọ của họ dài lâu hơn. Nếu mà có đắc thần thông nhiều, họ có lên cảnh trời sắc giới hay vô sắc giới, thì Đức Phật nói cũng vô ích thôi, chỉ kéo dài luân hồi thôi. Tại vì tuổi thọ dài thì ở trên đó lâu dài, rồi hết cái tuổi thọ cũng rớt xuống cái bụp, rồi cũng trở lại là theo trong cái định lực không có thay đổi, là sanh già bệnh chết, không có sống mãi được. Thì đừng có nên cái đó. Với lại nhiều người biết thần thông á, mà biết không tới nơi đúng á, biết được khúc này không biết khúc trên, trước quá khứ của mình, thành ra đâm ra sanh sân hận buồn phiền với những người thân của mình, là kiếp trước họ đối xử với mình xấu, nhưng mà họ không có đủ cái năng lực để mà nhìn xa hơn, là nhiều nhiều kiếp trước họ cũng đối xử xấu với cái người này sao. Thì đó là ba điều. Còn điều thứ tư đó là nói là đừng có nên bàn cái chuyện thế gian. Tại chuyện thế gian gọi là, con gọi là chuyện mỏ nhọn đó, chuyện gia đình người này, chuyện gia đình người kia, đủ thứ hết, đâu có thể mà bàn hoài cho hết được đâu. Tự họ giải quyết đi, chứ mình đâu có giúp đỡ gì được đâu. Nhảy vô có đâu có được gì. Họ kể lể đó, người nào cũng có cảnh khổ hết, đâu có người nào mà không có cảnh khổ đâu. Với lại tự họ họ cột cái dây á, thì họ, họ họ cột cái quan trái với người này người kia, họ phải tự hiểu biết, họ tự hỏi ra, chứ đâu có ai mà nhảy vô nói được đâu. Thì mỗi người có một cái nghiệp, thì chờ Đức Phật nói đừng có nói tới cái đó, mệt lắm. Mắc thì giờ vô ích lắm, hãy lo để cái thì giờ mà tu tập cho chính mình. Thì trong đây cũng vậy. Thì trong cái câu mà con thấy, trong cái câu mà tự cử này tự làm hòn đảo, tức là con nhớ câu chuyện này, thì Đức Phật cũng khuyên cái câu này đối với ngài Ananda đó, là thị giả của ngài đó. Thì lúc mà Đức Phật sắp sửa nhập Niết Bàn á, thì ngài Anan á, thì chỉ mới có sơ đạo sơ quả thôi, tức là đắc cái tu đạo hoàng đó, tức là cái dòng thánh vô dòng thánh dự lưu thôi. Thì ngài có buồn khổ thì cũng thấy nhiều đó, ngài khóc bù lu bù loa vậy đó, nhưng mà con nghĩ là không có đâu, bên Bắc Tông chế vậy thôi, chứ ngài buồn phiền thôi, tại vẫn còn cái tâm tham và tâm sân, thì ngài cũng buồn phiền đó. Thì Đức Phật mới kêu ngài An Nan vô, mới nói hãy tự làm hòn đảo, tinh tấn tinh cần đi, rồi con sẽ được những gì mà con sẽ đạt được. Là Đức Phật đã nhìn thấy là ngài An Nan sẽ đắc giải thoát luôn, thì ngài khuyên vậy. Thì đối với con nghĩ rằng những lời Đức Phật dạy rất là chính xác. Mình cứ lo chuyện thế gian, con thấy bạn bè con với lại những người mà con quen á, cứ vô Facebook, YouTube chắc tối ngày, con không có vô ba cái đó mà chát lên, đừng có mong kiếm hình con ở trên YouTube, Facebook nó mất công lắm, con không để ra luôn, không có quẩn đâu. Có lâu lâu con thấy mà tin nhắn lên mà thấy cái gì đặc biệt thì con mới chạy vô con coi có gì đặc biệt không, mà con chạy ra thôi. Còn thôi con nói hai cái đó là cái mỏ nhiều chuyện, con không bao giờ vô đâu. Mắc thì giờ vô ích, không có thay lòng, không có thay đổi được gì mình hết trơn. Mình phải tự lo cái thân của mình thôi. Thì con thấy trong cái những câu kệ này á, thì hãy tự làm hòn đảo, rồi tinh
cần gấp sáng suốt, trừ cấu quế thanh tịnh, nó đến thánh địa chư thiên vậy á, thì trong cái này á, thì nó đều có Đức Phật nói, mặc dù kinh Pháp Cú hồi là một bộ kinh rất là phổ thông thông thường, nhiều khi nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà con học xong thì con thấy không có đơn giản chút nào hết, nó đều bao gồm trong đó về Bát Thánh Đạo hết. Trong này hãy tự làm hòn đảo, tức là mình phải tự tinh tấn, phải tự làm. Tinh cần gấp là chánh cần rồi, sáng suốt phải có trí tuệ rồi, kiến rồi, chánh kiến, chánh tư duy rồi, trừ cấu quế thanh tịnh là phải phải có, phải thanh tịnh thì giới thanh tịnh đó thì phải có là chánh 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 ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng rồi đó. Đến thánh địa chư thiên là thánh địa của chư thiên, hay là thánh địa mà vô dòng thánh, hay là tệ lắm ở lên cái cảnh trời của chư thiên, thì trong cái câu mà con thấy là giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu thương lương, thì nó cũng đúng, tức là mình đi dọc đường mà mình không có chỗ nghỉ, không có nhà trọ, phải ngủ ở ngoài đường. Ý là Đức Phật nói đó là không chỗ nghỉ hay là gì, đi có cho trên không có chỗ nghỉ ngơi là con thấy trong cảnh trời là cảnh trời Đẩu Sức Đà đó, thì nơi đó con đọc trong chú giải con thấy nơi đó dành cho các vị Bồ Tát, họ khi mà Bồ Tát là những vị mà họ làm để họ kiếm đủ ba la mật đó, khi mà họ mệt mỏi họ đi lên trên đó họ nghỉ một thời gian, rồi khi mà họ thấy là đủ họ lại trở xuống để xuống trần gian này xem, để làm phước, để tu tập, để tinh tấn, để kiếm thêm phước thêm để đủ ba la mật. Nếu mà họ không có vô cảnh trời Tu Si Đà được thì họ lên mấy cảnh trời chư thiên, thì trên cảnh trời chư thiên thì cuộc sống trên đó cũng rất là thoải mái, rất là sung sướng. Như nói thì con không có, con không biết, nhưng mà con có thể so sánh như là ở bên Mỹ cái standard living giống là cái cuộc sống căn bản nó vẫn khá hơn những nước như Phi Châu, Ethiopia vậy đó, thì rất là khổ, cái gì cũng thiếu, không có gì khó hết, nước cũng có mà nhà ở cũng có, con thấy hình thôi, cái đầu thì to, cái đầu thì nhỏ, cái bụng thì bự, mà dân và đen thùi xấu xí, lúc nào cũng cần thức ăn hết. Thì đó con thấy do cái nghiệp của những chúng sanh đó bị vô những cái nơi mà sống khó khăn, hay những xứ nơi biên địa xa thành phố, thì do cái nghiệp của chúng sanh lúc mà nhiều kiếp trước không có chịu bố thí, không có rộng rãi giúp người, cái tánh bỏng sẻn thì nó bị vô trong đó. Đường trường thiếu thư lương, tức là đường trường có nghĩa đây là luân hồi dài, tức là phải chết đi sống lại đầu thai hết kiếp này tới kiếp kia. Thiếu trường tức là không có nghiệp thiện, không có nghiệp thiện thì dù mình có làm người mà không có những tài sản tài vật, như phải có tài sản giàu có, sinh trong một gia đình giàu có, hay một người trí thức, có thể là kỹ sư bác sĩ, họ có thể làm ra nhiều tiền hơn là những người phải làm công cực nhọc như xe lôi xe kéo, làm cực nhọc mà không có nhiều tiền, không có tài sản, thì cái sự tức là làm buổi sáng lo ăn buổi chiều, làm bữa nào ăn bữa đó, thì đâu có thì giờ, đâu có không có thì giờ, không có tài sản, không có thời gian để mà nghỉ ngơi, thì có đâu mà đi lại chùa nghe pháp học tập. Thì có nghĩa trong cái đường trường thiếu tư lương là con hiểu là giống như vậy. Thì trong những câu pháp cú này rút mà mười mấy năm về trước con nghe đọc con thấy nó ngô nghê, đơn giản dễ sợ. Đức Phật nói một câu vậy đó, bốn câu vậy đó. Đời nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Rồi cái ông này đắc cái này, ông kia đắc cái kia, đắc thánh sao mà dễ quá vậy. Con nói cái chuyện này chắc không biết có không nữa. Lúc con còn mới vô con không biết có đúng nữa. Sao mà mấy người này sao đắc dễ quá vậy. Sao bây giờ sao mình đọc từng chục, mình đọc ít nhất là 3-4 lần rồi mà sao cũng thấy đắc cái gì hết. Con cười cười nói, thôi cái này chắc không phải đâu. Nhưng khi mà con học từ từ qua bên Nam truyền Theravada, thì con học Vô Vi Diệu Pháp, thì con thấm dần vô những chú giải lâu, thì con mới hiểu rằng là những người này đã tu hành nhiều đời nhiều kiếp rồi, họ đầy đủ ba la mật rồi, bây giờ gặp Đức Phật thì Đức Phật thấy chỗ nào mà cái
cái điểm tốt của họ đó, cái quyết điểm tốt của nó, advantage chứ không disadvantage. Thì Đức Phật nói ngay chỗ cái điểm đó là họ giống như một ly nước đã đầy, rồi Đức Phật để một giọt nước vô nó tràn là nó đặt chạy trong cháu thành liền, thì nó mới được vậy. Chứ cái thứ như con đó, thì con thấy mấy người bạn con hỏi mày tu á, mày có đắc cái gì không, đắc con khỉ mắc gì, lo mà tu, bỏ đi những cái thói hư tật xấu của mình đi, bỏ bớt đi, giống như là hình cho nó nhẹ bớt người đi rồi mới tính sao. Đắc 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 gì, đắc kỹ họ lao á, đắc kỹ họ gà, đắc cái gì mà tối ngày đắc đắc đắc, tham sân si còn nhắc luôn, đắc cái gì, lo mà dục dục, bỏ hết mấy cái thói hư tật xấu mình đi cho nó bớt đi rồi mà mới nghĩ chuyện khác. Tối ngày đắc cái gì đắc cái kia, rõ ràng là cái tâm tham. Con nói một hơi giống vậy, mấy bả nín luôn. Tham sân si, người thì nhích nha nhích nhích, đụng ai chuyện gì thì chỉ trích người ta, nhích nhích chích chích, nói này nói kia, nói dai nhích, nói dài nói dai nói dở nghe mệt muốn chết, biết của ta chay luôn, nói hoài mệt quá à. Mà còn đòi đắc đắc cái gì, đắc kỹ hoa lao á. Con nói giống vậy thì con xin xong hỏi đạo tràng, thì con nói chuyện với bạn bè con thì cũng, con thì không có nhiều lời, không có văn qua, con đụng là con bạc vô à, con bạc vô bụp 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 vậy đó, chịu nghe không chịu thôi. Ghét bà giận tôi, cho bà giận mệt nghỉ, giận mệt nghỉ xong rồi giận tiếp đi cũng sao đâu, con cũng không để ý đâu. Dạ con thấy cũng còn có một phút hai phút gì, con xin cảm ơn quý vị đạo tràng đã nghe. Con cũng xin cầu chúc cho các vị sư, các cô tu nữ và quý Phật tử một ngày được an vui. Dạ con có gì sai lầm xin chỉ dạy, và dạ, con xin dừng mic lại ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ còn một phút nữa à, chị Kim không làm hết luôn đi, còn phải nhường nữa ha. Không, nói vậy cũng là hay rồi à, cái mục đích câu Phật ngôn này và những câu Phật ngôn trước cho chúng ta thấy cái ác nghiệp mà khi chúng ta đã huân tập, tức là trường kỳ nghiệp, một cái việc làm mà chúng ta kéo dài ha, nó sẽ đưa lại một cái hậu quả như cái ông rồi không có thịt ăn thì ta ăn cái gì cũng no có bụng được rồi, phải có thịt bò, mà thịt bò đã bán hết rồi thì ông ta giận không ăn cơm ra, con bò đứng đứng đó kéo cái lưỡi nó ra cắt rồi đem vô cho vợ nướng để ông ta ăn với con, không có thịt bò là không ăn. Và khi mà cái lưỡi con bò đó mà đưa vô miệng ông ta thì cái lưỡi ta cũng rớt xuống. Và con bò kia nó đau khổ vì nó đứt cái lưỡi. Thì ở trong này ổng cũng hòa giọng với con bò kia, tức là ông cũng rống lên giống như con bò kia. Tức là cái ác nghiệp khi nó trả quả một cái việc làm lâu dài. Để rồi bây giờ người mẹ mới thấy như vậy mới kêu đứa con lại mà nói rằng đó, cha con đã tạo ác nghiệp, mà bây giờ cái quả báo nhãn tiền cha con nó rống như là con bò rống, chắc chắn là phải đọa khổ cảnh rồi. Thôi con hãy nhìn cái gương này mà đi kia, đi đến một nơi nào khác à, tu tỉnh lại, đừng có bắt chước cha con. Và thế là người con đã từ bỏ gia đình à, theo lời của mẹ trước khi ra đi, cũng lại mẹ để ra đi. Rồi đến cái xứ Takashila học nghề thợ bạc. Và khi cái nghề thuần thục thì ông thầy mới gả người con gái cho cái cậu thanh niên này. Và cậu thanh niên này sống với vợ, với cái nghề kim hoàn đó ở cái xứ Takashila. Rồi sau khi mà những đứa con lớn lên, ông truyền trao cái nghề cho con của mình. Và những người con này đến thành sau thì tạo lập sự nghiệp, công thành danh tội, có tiền, có bạc. Nhưng mà cái duyên của những người con không phải như cha, như ông nội, mà lại có chánh kiến, biết làm phước, biết bố thí, biết trai tăng, cúng dường.
và họ nghĩ rằng cha của mình lớn tuổi mới mời cha mình về ở chung tại thành Sawatthi để phụng dưỡng, rồi tổ chức trai tăng cúng dường, và tất cả những phước báo mà con cháu đã làm hướng về người cha của mình và bật lên với Đức Phật. Đức Phật ngài mới thuyết lên những Phật ngôn này, và ông ta từ một người tà kiến không hiểu biết gì về Phật giáo, ông ta đã nghe hiểu và đã chứng đắc thánh quả từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm. Ông đạt được quả vị thứ ba, đó là A Na Hàm. Đó là cái duyên sự của cầu Phật ngôn này. Vậy thì chúng ta hãy nương vào chính bản thân mình, coi như là một hải đảo. Ngày mai mời quý vị vào room đặt câu hỏi với ngài Lưu Tông. Sa thủ, xin mời ta nhắc nhở quý vị trong cái duyên sự, trong câu Phật, những câu Phật ngôn mà chúng ta học, có gì thắc mắc thì quý vị cứ đặt câu hỏi với ngài Lưu Tông, ngài sẽ giải thích. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được chấm dứt. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để lấy mình làm nơi nương nhờ cho chính mình là một hải đảo, đó là một cái phước duyên để chúng ta tiến hóa trên sự tu